Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay làm cái video nhỏ nhỏ để thông báo với các anh em rằng là các cái mẫu giò gà hiện tại bên shop đã hoàn thành là được số lượng để đủ cung cấp cho anh em trong mùa này. Đó, nghĩa là anh em mùa này có nhu cầu chơi giò gà rừng thì cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại này. Đấy, số lượng hàng thì năm nay là đã có dự trữ từ đầu mùa, cho nên là số lượng sẽ cung cấp cho các anh em liên tục, không phải chờ gián đoạn như năm trước. Mấy năm trước thì một bộ giò gà cao cấp chân đồng như thế này, cáp xe 432 thì anh em phải chờ đợi đến có khi vài tuần đến vài đến một tháng, tháng rưỡi. Hôm nay thì thời gian có thể rút gọn hơn, nhưng do là hôm nay là cũng do là đầu mùa thôi, chứ còn vô rộ thì có thể là số lượng sẽ nhu cầu sẽ ngày càng tăng, cho nên là hiện tại là đang có sẵn. Đấy, một con cáp xe 432 thì nó rất là mịn, anh em có thể vuốt ngược vuốt xuôi như thế này mà không sóc tay, nên như thế nó mới đạt cái yêu cầu là chuẩn mực cao nhất, kỹ thuật cao nhất của một bộ giò cáp 432 đó. Anh em có thể thấy khúc này là 4, khúc này là 3, đoạn còn lại là 2, dòm sơ như thế này cũng đã đủ biết nó to dần và nhỏ dần đó. Như thế thì cái độ chịu lực nó mới mạnh nhất đó, nó mới tốt nhất, độ bật nó mới tốt nhất đó. Ha. Đấy, loại này thì đã có video giới thiệu rồi, hôm nay không giới thiệu lại. Nhà shop thì nhận giao hàng toàn quốc ha các anh em ha. Các anh em nào có nhu cầu mua hàng thì cứ alo trực tiếp nè, nhận giao hàng toàn quốc nè. Đấy, giống như khách này Di Linh Lâm Đồng nè, như thế này là đóng gói xong, sáng là chỉ có bò gỡ và bưu điện nữa là xong. Đấy, tùy theo anh em ở gần ở xa thì nhận sớm hay nhận trễ thôi. Đó. Đấy. 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 Rồi. Đấy. Rồi, khách đặt thì rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp để shop tư vấn và bán luôn nhá. Chứ còn comment trên Zalo, Facebook thì lâu lắm. Anh em có thể thấy là những cái phụ kiện chơi gà hiện tại đang rất là dòng mùa, rất là đông khách mua nhé các anh em. Đấy, túi gà mồi nè, túi gà mồi nè, đây ba cái luôn. Đấy, cái này đến 5 cái luôn, thậm chí cái này đến 5 cái luôn ha. Vận chuyển về Gia Lai đây, còn rất là nhiều đó, lo bẫy gà quăng quăng. Cái lượng hàng của ngày hôm nay khá là đông, đến 50-60 khách, cho nên là các anh em mua hàng thì cứ alo trực tiếp là shop sẽ nhận vận chuyển toàn quốc cho các anh em luôn đó. Kể cả ra đảo luôn nè. Đấy, có một cái ra đảo ở đâu rồi, tôi nhớ là sáng nay có một người ở đảo Phú Quốc luôn đó, hạt bằng ri, tất cả dân dân. Các anh em mua hàng thì alo trực tiếp ha, theo hai số điện thoại này cho nó nhanh nha. Rồi, xin chào tất cả các anh em, chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ.